Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho tất cả các bạn xem Đà Lạt thu nhỏ tại Bình Dương ra sao nha. Đây và giờ mình sẽ quay sơ lược cho tất cả các bạn xem quán nhé. Quán có tên là Dinh Hoa Raiden. Địa chỉ quán DX082 Đinh Hòa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và bây giờ mình sẽ lại một vòng cho tất cả các bạn xem nha. Trước cửa quán đi vào thì chúng ta sẽ thấy một bộ bàn ghế đá và cảnh hồ nước có cá xung quanh nha mọi người. Và tiến tới một xíu nữa thì chúng ta sẽ tiến đến nơi một chiếc cổng có vườn hoa rất là nhiều, nhìn như Đà Lạt thu nhỏ vậy đó các bạn. Khung cảnh nơi đây như bồng lai tiên cảnh trong phim cổ trang vậy đấy các bạn. Bạn nào thích chụp hình thì vào đây cũng rất là lý tưởng nè. Sông suối gì có đủ hết luôn. Giá cả rất phải chăng, một ly tầm 30 đến 40 ngàn một ly. Cũng có bán nước chai, một chai tầm 15 ngàn thôi các bạn. Nhưng mà với một cái view như thế này á, như thế là cũng rất là rẻ rồi các bạn ơi. Tiến tới một xíu nữa thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều cây. Và cây người ta trồng rất là đều, theo hàng, theo lối hết đó mọi người. Và tiến tới nữa là có hai hàng cây cao tạo thành một đường thẳng hàng để đi qua phía bên kia. Đi tới một xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy một hàng cổng. Nhưng mà do chỗ này ít người uống quá hay sao nên là bàn ghế người ta dẹp hết rồi. View sân vườn thì rộng khỏi phải bàn và nhạc người ta cũng mở theo kiểu du dương vậy đó, rất là hay. Nhưng mà do là mình sợ bị dính bản quyền nên là mình không có ghép vào đây nha. Và ngay đây cũng có cầu trượt, trò chơi đá banh, cho tất cả các phụ huynh dẫn trẻ em vào đây chơi cũng rất là ok nè. Hàng cây hướng dương hai bên này nhìn đẹp không các bạn? Có cả chiếc cầu gỗ để ngồi giữa hồ nước nữa nè. Bây giờ mình sẽ tiến tới một chút cho các bạn xem nha. Giữa lòng quán thì có một chiếc cầu đặt ngay đó để cho mọi người selfie nha. Và tiến tới thêm một xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy quán được xây theo kiểu cổ trang nè. Còn đây là khúc đường của mình hồi nãy đi ngay lúc mà đường tẻ vào ngay chỗ đường cây cao đấy. Có một cái không gian, có một cái căn nhà, nhưng mà căn nhà này không có thể vào ở được nghe, chỉ đứng ở ngoài chụp hình rồi thôi các bạn. Nhưng mà không gian này rất là đẹp. Nhìn chung thì ở đây view đẹp, giá cả hợp lý, nói chung là đáng trải nghiệm. Và bây giờ mình đã quay hết quán cho tất cả các bạn xem rồi. Mình cũng xin hết video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn nút like, share, subscribe và nút đăng ký kênh giúp mình nha mọi người. Tạm biệt các bạn.
đang về mà vô tình thấy đàn trâu nên quay cho các bạn xem luôn nè.